Rồi, mến chào quý anh chị cô chú ha. Thì hôm nay Long Hoài cũng review về cái cách mà nuôi gà ở dưới quê thì mình có thể là làm nhiều việc như là trồng cây, như là chăn nuôi. Nhưng mà hiện tại thì Long Hoài đang nuôi khoảng 300 con gà. Rồi mình mới rào lại xung quanh nhà của mình. Rồi mình tận dụng cái chuồng heo cũ á, cái mình rào lưới lại. Mình làm cái chỗ mà để cho nó ở ha. Hồi xưa thì cái này nó là cái chuồng heo. Cái khu để nuôi heo, nhưng mà sau này heo nó bị dịch bệnh, nó bị dịch bệnh, dịch tả lợn á, rồi lở mồm long móng. Nói chung là khi mà mình nuôi tập trung á, thì nó sẽ bị nhiều cái loại bệnh khác nhau, cái mình mới chuyển qua gà mình nuôi. Thì giá trị kinh tế của gà hiện tại cũng có ha. Thì ở trong đây là mình nuôi khoảng 300 con, 300 con gà. Ở dưới á, thì mình đổ trấu xuống dưới. Mình đổ trấu ở dưới cho gà nó, ví dụ như gà mà nó đi nó tiểu ra, nó ỉa ra, thì mình sẽ lấy cái trấu đó, xong mình hốt đi, hốt cái trấu đó là nó sẽ sạch sẽ, xong rồi mình thay trấu mới ha. Thì khoảng cỡ 3 ngày là mình sẽ thay trấu mới. Rồi xung quanh mà cái chỗ mà gà ngủ á, thì mình phải giăng lưới rồi che bạt lại để cho nó đỡ gió. Có những cơn gió mà với lại mưa chướng đó, mùa này thì mưa chướng nhiều, gió nhiều khi gió độc, con gà nó cũng sẽ chết. Mà con gà con vịt đó nó chết á, nhầm khi là nó sẽ chết hàng loạt ha. Mà đặc biệt là với con vịt, vịt là nó chết hàng loạt luôn. Và bây giờ Long Hoài đi ra phía sau ha, thì cái đây á, là cái chuồng heo mình tận dụng lại. Ở phía sau á, mình giăng lưới, mình chừa một cái lỗ ra cho ban ngày thì gà nó chui ra nó chơi, rồi ban đêm á, nó chơi nó ăn, rồi ban đêm á, thì nó chui vô trong đây nó ngủ ha. Còn đây là thuốc của mình ha. Đó, như cái này là vitamin C nè, vitamin C 10%, bổ sung vitamin C cho gia súc gia cầm ha. Đó, cái này giá nhiêu? Cái này 95.000, cái này 95.000 một bịch ha. Còn cái này là men tiêu hóa, cái mục đích của men tiêu hóa này là giúp cho con gà của mình á, nó ăn vô rồi sợ nhiều khi nó không tiêu á, cái mình cho nó trộn vô dưới nước là cho nó tiêu hóa ha. Cái đây là cái nhãn hiệu của nó ha. Đó, men tiêu hóa HB. Rồi còn cái này á, cái này là MG 200 ha. Cái này là để mà chủ trị hen nè, khẹt nè. Đó, ví dụ gà mình nó bị hen, nó bị ho đó. Đó, rồi xỉn nè. Đó, rồi các cơn hen nhanh chóng nè, hiệu quả với ghép bệnh nè. Cái khối lượng của cái này là 100g ha. Đó. Rồi còn cái này á, là đặc trị các bệnh gây ra bởi E. coli. Đó. Thì bệnh E. coli cũng là một bệnh rất là thường gặp ở gia súc gia cầm ha. Đó. Rồi cái này là đặc trị cầu trùng, ghép tiêu chảy thương hàn. Đó. Thì nói chung mình là dùng những loại thuốc như thế này thôi ha. Đó. Đó, thì xung quanh á, xung quanh là mình rào lưới lại hết. Mình tận dụng là lưới cũ á, với lại lưới mới, rồi tôn mình che chắn rồi lại. Đó, để xung quanh của mình, rồi để mình nuôi con gà. Đó, ở ngay chỗ đây nè, ngay chỗ khúc đây, cái mình khoét một cái lỗ để gà nó chui ra. Đó. Rồi cái khúc của mình nuôi á, thì nó cũng không có bóng mát nhiều, nên là mình phải che chắn nó lại. Đó, che chắn phía trên cho nó đỡ nắng. Đỡ nắng, rồi gà nó ra đây nó ăn. Con gà con vịt á, nhằm khi mà mình thả nó ra thì nó ra nó ăn bớt mấy cái cỏ này nè. Đó, mấy cái cỏ hiện tại ngay chỗ đây là trồng lan nè, rồi trồng cỏ rồi rất là nhiều. Đó, lan với cỏ thì nó tự nó mọc. Đó, cho nên là mình thả con gà ra thì con gà nó mới ăn cái con cây cỏ này. Thì nhằm khi á, ở dưới quê mà có những loại cây như cây này nè, thì mình biết tên cây cỏ hôi. Rồi đặc trị của nó, công dụng của nó thì rất nhiều. Tại vì nói thật luôn là ở nước mình, nước Việt Nam mình là cũng sống ở trên là cây rất là nhiều bài thuốc, mà nhằm khi là mình cũng không hiểu hết được công dụng của nó. Thì cái con gà con vịt của mình nó sẽ ăn cái cây này vô, nó sẽ trị được cái bệnh gì đó. Rồi mình ăn thịt con gà thì nó sẽ ngon hơn, dinh dưỡng nó cao hơn. Còn chuồng gà ha, về chuồng gà trang trại á, thì mình đang trồng cây để cho nó có bóng mát. Thì gà mà nó phải có bóng mát. Còn loại thuốc thì
Ông Hoài xin xin chia sẻ cái loại thuốc để mà giúp con gà mình nó nhanh phát triển hơn ha. Rồi, thì đó là những cái loại thuốc mà mình đang sử dụng. Đó. Cái diện tích này khoảng cỡ 700 mét vuông thôi. 700 mét vuông để mình nuôi 300 con gà này ha. Đó. Thì quý anh chị cô chú mình hay bạn bè hay khán thính giả của mình, khán thính giả độc giả đang xem trên kênh YouTube của Long Hoài ha. Ví dụ như mình thấy có ý kiến gì hay, có những cái bài thuốc gì hay để mà cùng nhau phát triển, để nuôi cái con gà này nó nhanh lớn, nó nhanh phát triển hơn ha. Thì mến chúc tất cả quý anh chị cô chú, bạn bè, đồng nghiệp nhiều sức khỏe, cùng nhau vượt qua cơn đại dịch này ha. Rồi cảm ơn quý anh chị cô chú đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài chia sẻ nhiều hơn về người nông dân. Về cuộc sống nông ở dưới miền nông thôn ha.